Và sau đây xin mời quý vị xem trích đoạn cải lương mà hồi nãy Thanh Loan có hỏi lúc giải lao, đó là kịch bản Kiều Nguyệt Nga sáng tác của Ngọc Cung. Câu chuyện nói về lòng chung thủy của Lục Văn Tiên và sự tuyết hạnh của Kiều Nguyệt Nga. Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tuyết hạnh là câu trao mình. Với sự diễn xuất của nghệ sĩ như sau: Châu Kiệt trong vai Lục Văn Tiên, nghệ sĩ Thu Hằng trong vai bà lão và nghệ sĩ Thanh Trúc trong vai Kiều Nguyệt Nga. Xin mời quý vị chào đón các anh chị, chào bắt tay. Cảm ơn. Xin quý vị đáo chừng vài giây để chuẩn bị sân khấu cho chú đáo. Testing. Con nhớ em, con
Kính thưa lão mẫu,
chẳng hay người trong bức họa này là chi của lão mù? Đó là thằng rể của già, nó chết cũng được 3-4 năm nay rồi. Để già vào trong nấu nước mời quốc trạng. Dạ, kính thưa lão mẫu, nếu bổn chức không lầm thì... Người là ai? Sao dân quen mà giống ta như vậy? Ta chứ người quen biết nhau chăng? Người đang dung cái cục cả rễ lớn cành, đánh lại đó mà thần quý lắm lắm. Giáng điệu này khiến ta nhớ lại trận đánh Hồng Lục Lâm. À phải rồi, đúng rồi, trận chiến Hạ Phong Lai. Và ta hợp lúc tại Sơn Đài. Nếp đen thân quá cảm hào hùng, quá truyền thần sống đậm buồn. Nhưng là không, đây là bốn cách của người mà mấy lâu nay ta hằng thiết tha mong. Một buổi chiều hằng ngủ thắng cô rồi.
Nguyệt ơi, dù phiên quốc muôn trùng xa thẳm, ta cũng biết đau tàn sông mới tìm gặp lại nàng, kết họ những than ngàn xa cách nhau. Nhưng ai là người chứng tiên việc riêng của ta, đi rừng quán núi đấy, đi ghi lại đây, chứng tích của hệ cũng cơ bản. Ai? Dạ chú đây mà. Dạ, mời quốc trạng. Dạ, đội ơn lão mộ, ơn hậu này, chẳng những uống chức riêng ma, tất cả ở triều đình phải có phần sự đáp đền, ấn thường. Đó là bổn phận của con dân trong thời loạn, đâu dám mong ơn nghĩa vua ban. Dạ, để già vào dọn dường cho quốc trạng nghỉ ngơi chờ sáng. Dạ, đội ơn lão mộ, giáp chủ trong người, xin phép lão mộ cho bổn chức đường ngồi đấy. Ngồi cảnh bàn thờ của anh đây để dưỡng thần. Dạ quốc trạng. Đỡ ơn lòng. Dạ, kính thưa lão mẫu, chẳng hay ông anh đây được bao nhiêu niên kỷ, vì sao mà liệt trần và vợ con còn mất ra sao vậy thưa lão mẫu? Quốc trạng hỏi thằng rể của già đây à? Dân. Ôi câu chuyện của nó rất đổi thương tâm mà chưa kịp diễn ra. Nước rồi sự nghiệp nông dân qua tàn, thương cho nó như còn đôi đứa. Thương chỗ Thank you.
Ta tự hào như vàng.
Kết cục của câu chuyện thì rất là tuyệt vời.